Alo, mọi người có nghe em nói gì không nè? Đây, em hôm nay em sẽ làm cái video giới thiệu đến cả nhà về các dạng cây giống dâu tây ở vườn em. Đây là một dạng, cái này gọi là vĩ mô, cây cấy mô trong vĩ hay gọi là mô vĩ, em hay gọi tắt như thế đó, mọi người có thể gọi như thế nào để dễ hiểu. Mấy lá xấu này ngắt bỏ đi không sao đâu. À, đây là dây giống Pháp Chùm em nhập từ Đà Lạt nha. Riêng cái hàng dâu tây á thì cái vĩ mô này là gần như là mọi người đều nhập từ Đà Lạt mọi người ạ. Nhập về là do cái cách dưỡng của mỗi vườn, thì dưỡng cho rễ nó chắc và cây nó cao, cây nó thuận thời tiết và chống sốc nhiệt ở khu vực mình thôi chứ không gì hết. Cái này là do vườn mình dưỡng thôi, còn không dưỡng bán đi thì cái tỷ lệ cây nó sẽ sốc nhiệt nó sẽ nhiều thôi à. Đây, nên thôi quay lại chủ đề về cây giống thôi. Em thì bên em không có bán cây gieo hạt cả nhà nhé, vì gieo hạt nó lâu mà em trồng chưa thành công về cây gieo hạt đó. Đó. Đây là cây giống dạng mô vĩ, này là giống Pháp. Và cái này là giống Đài Loan, mấy cây to, mấy cái này nè, một phần là nó chết đó sau khi vận chuyển. Một phần á là em tắt cây lớn nhất, mấy cây lớn á. Em trồng lúc mới về là em tách em trồng Gali luôn mọi người. Em tách em trồng Gali như thế này nè. Đây dưỡng cho nó rễ nó nhiều như thế nè. Cái này là hàng lai. Cái này thì vị khác chứ không phải vị này, nhưng mà em lấy em ví dụ cho nó nhìn cho nó xung xuê hơn. Đây cái này là dạng thứ ba, dạng thứ hai chứ. Dạng thứ hai đó là mô ly, đó là từ cái cây bỉ mô này nè. Từ cái bỉ mô này mọi người. Từ cái bỉ mô này nè ha. Em sẽ cho Gali cho nó ra rễ như thế này thì gọi là mô ly cả nhà. Đó. Rồi cái dạng cây giống thứ ba của vườn em xuất đó là cây ngó. Cây ngó là như thế này, nó được chiết ra từ bầu cây mẹ, tức là cây mẹ ra nhánh thì em sẽ chiết ra thì thành chiết ra bít nó vô chậu đất thì thành cái limo. Nó xấu xấu như thế chứ trồng nó khỏe lắm cả nhà, tại vì cây của em này đang xứ khí hậu nóng mà đâu phải khí hậu lạnh đâu. Nói chung khí hậu lạnh thì trồng cũng được, nhưng mà do biết cách trồng thôi, đối với những bạn mới thì không biết cách chống sốc nhiệt thì hơi ngán. Để được những phần em bỏ lên trên mặt ly thôi. Đó. Giống này hả? Giống này để coi. À, giống này là Nhật lùng cả nhà. Thì mỗi cây giống nó có mỗi láo và mỗi độ tuổi khác nhau. Đây là cái à, lấy nhầm cái ly này là cái ly cái ly ôm cải ca le, nhưng mà ly này cũng là cây giống bên em xuất cho khách đặt hàng rồi, nhưng mà chưa ghé lấy được thì nhờ dưỡng giùm cả nhà. Nhờ dưỡng giùm thì em dục vô trong mấy cái ly này dưỡng cho nó thoải mái mà. Đây là cây cải ca le. Bên em thì ít có bán giống rau. Cái này là do chị bạn là không giao được cho chị, và chỉ nhờ dưỡng giùm thôi. Nó mỗi một cái loại giống thì nó có một đặc trưng lá khác nhau, nhưng mà thường cây nhỏ mình khó nhìn thấy ra lắm. Thường là mình trồng khoảng một tháng tháng mấy mình trồng nó mới nhìn, nó mới dễ ra giống lá mọi người. Cái hàng thì nó thường này là hàng xe vi gian nha, còn giống thì do cái mình chỗ mình mua uy tín hay không thì nó đúng tên giống hay không thôi. Cái đó thì em cũng không nói được cái gì hết đó. Rồi nhìn giống hết cưng nhé. Tự nhiên em ghiền cái vĩ pháp thì ghê á, quay cái gì cũng phải để nó ở dưới cho nó đẹp hết, không hiểu sao nữa, ghét bó tay em luôn á. Đó là các dạng cây giống bên em hiện tại đó. Thì thường là em sẽ còn cái dạng là chậu ổn định nữa, nhưng mà hiện tại thì chậu ổn định em chưa chưa đủ tuổi nên em chưa quay, để lần sau em quay cả nhà xem nha. Đây, mọi người xem cái vĩ, em cứ ghiền em cứ quay miết, mọi người đừng có trách em nha. Đó vĩ hàng nhìn nó lưa thưa hơn nhưng mà nó vẫn đẹp cả nha. Nhìn ngang à, nó đẹp mít luôn nè. Bên kia là em làm cái giống sung nên mọi người à. Để video sau em sẽ quay giống sung cả nhà nhé. Nó nhìn ngang nó đẹp dễ mang không. Nó cây rất là khỏe rồi, rễ rất là khỏe rồi. Wow. Thôi em kết thúc video đây. Tạm biệt mọi người nha.